quá trình chẩn đoán bắt đầu với sinh thiết. Mẫu mô được lấy ra khỏi cơ thể nhằm đánh giá chủng loại hoặc mức độ của bệnh. Sau khi mẫu mô được lấy ra khỏi cơ thể, đầu tiên nó được bảo quản, được gọi là bước cố định mẫu. Mẫu vật được đặt ngay vào một hộp nhỏ, chứa một loại hóa chất được gọi là formalin, để bảo quản các tế bào trong mô. Khi mẫu sinh thiết đến phòng giải phẫu bệnh, nó cùng với nhiều mẫu sinh thiết khác trải qua quá trình đánh giá tổng thể, bao gồm kiểm tra tình trạng, đo lường kích thước và mô tả hình dạng. Mẫu mô lớn được đánh dấu bằng thuốc nhuộm màu đỏ, vàng hoặc xanh lam, sau đó được mổ xẻ. Sau khi đánh giá, mẫu vật được đặt vào hộp nhựa có số hiệu và mã vạch duy nhất, gọi là cassette. Sau đó, cassette được xếp theo lô rồi đưa vào thùng xử lý mô. Tại đây, nước trong mẫu mô được khử bằng cồn nhằm thay thế hoàn toàn nước trong tế bào. Cồn sau đó được loại bỏ bằng hóa chất như silin rồi thay thế bằng sáp paraffin. Quá trình này chuyển đổi mô người thành mẫu vật có thể được bảo quản hàng thập kỷ. Sau khi cassette được lấy ra khỏi thùng xử lý, công đoạn tiếp theo đảm nhiệm bởi chuyên gia xử lý mẫu và tạo lam chẩn đoán, được gọi là kỹ thuật viên histo. Mẫu mô được nhúng hoặc đặt cẩn thận trong khuôn hình chữ nhật có nhiều sáp hơn để thu được khối mô. Video được thực hiện bởi ihop.vn. Khi sáp đã nguội hoàn toàn, khối paraffin đã cứng được cắt ra. Các khối nguội thậm chí còn được làm lạnh hơn sau khi được đặt trên một khay đá, nhằm đảm bảo khối sáp đủ cứng để cắt lát cực mỏng. Khối paraffin lạnh sau đó được đặt vào micro tôm hoặc lưỡi dao gắn trên một tay cầm quay. Mỗi lát cắt từng micro tôm chỉ dày 4 micron, mỏng hơn rất nhiều so với sợi tóc người. Chúng được nhặt cẩn thận khỏi micro tôm, rồi thả vào chậu nước. Để kỹ thuật viên histo có thể gấp và đặt nó phẳng hoàn toàn trên một lam kính. Các lam kính được gom vào các khay đặc biệt, rồi đưa vào máy thành những lô lam lớn, đồng nhất và hiệu quả. Khi quá trình này kết thúc, máy đặt một tấm tre bằng thủy tinh trên nắp trượt để bảo vệ cả mẫu vật và kính hiển vi. Khi các khay chứa slide được lấy ra khỏi máy, công đoạn kiểm tra cuối cùng đã hoàn tất. Các slide giờ đây sẵn sàng cho bác sĩ giải phẫu bệnh. Các slide được sắp xếp theo bệnh nhân và hệ thống cơ quan, rồi chuyển đến bác sĩ để kiểm tra. Thông thường, một bác sĩ giải phẫu bệnh học sẽ chẩn đoán mẫu sinh thiết và viết kết quả đánh giá. Với những ca bệnh đặc biệt khó, bác sĩ giải phẫu bệnh có thể chia sẻ slide với các chuyên gia giải phẫu bệnh khác để đi đến kết quả thống nhất. Kết quả được thể hiện trong báo cáo bệnh lý đăng tải trực tiếp lên bệnh án điện tử. Sau đó, bác sĩ điều trị chính hoặc bác sĩ phẫu thuật có thể xem kết quả, rồi diễn giải kết quả cho bệnh nhân nhằm thảo luận các bước tiếp theo. Ung thư có một số đặc điểm như các vùng tế bào rất lớn đang phân chia nhanh, với nhiều tế bào có ADN dày đặc, được gọi là quá trình nguyên phân. Ung thư cũng thường gây hoại tử hoặc mù chết, bởi vì tế bào phân chia quá nhanh, vượt quá nguồn cung cấp máu cho chúng. Quá trình viêm cho thấy, nhiều loại tế bào bạch cầu đang có mặt trong mô, như một phản ứng của hệ miễn dịch chống lại nhiễm trùng, hoặc tự tấn công tế bào khỏe mạnh, được gọi là bệnh tự miễn. Các nhà giải phẫu bệnh học phải mất nhiều năm để có thể phân biệt tế bào bình thường và bất thường, phát hiện nhiễm trùng và tình trạng viêm, xác định đâu là ung thư, đâu là lành tính. Đây chỉ là cái nhìn sơ lược về lĩnh vực bệnh lý học, cách một đội ngũ chuyên gia làm việc sau hậu trường để chẩn đoán ung thư và các bệnh lý khác.